Ok chưa? Thì đây là một cái ví dụ nhá anh chị nhá. Thì đây này, các anh chị có thể là nếu mà anh chị đã từng làm rồi thì các anh chị sẽ biết là cái tỷ lệ kích của anh chị hiện tại đang là bao nhiêu. Các anh chị có thể đánh giá được. Các anh chị chú ý này, đây là cái tỷ lệ lượt xem của mình nhá. Thì ở trong đây là trong một tháng nhá, các anh chị này. À, trong 90 ngày, mỗi ngày thì mình có gần 1.000 người xem nhá. Nhưng mà các anh chị chú ý này, tại sao nó rất ít? Tại sao chỉ có gần 1.000 thôi? Thì đây là cái kênh về tìm kiếm khách hàng nên nó ít thôi. Còn tất nhiên là sẽ có rất nhiều kênh hàng triệu view. Nhưng mà đây là cái hình ảnh là đây là một kênh là tìm kiếm khách hàng, và cái tỷ lệ nó sẽ giúp có cái tỷ lệ là khách hàng chuyển đổi ra khách hàng nhé. Đây là một cái tỷ lệ, các anh chị thấy không, là một tháng của mình là với cái kênh này đi, cái kênh về bán hàng, về marketing online đi, thì nó là một tháng là một ngày thì thường thì sẽ có gần 1.000 người, 1.000 khách hàng tiềm năng, 1.000 khách hàng tiềm năng. Và cái tỷ lệ về cái click này anh chị này, YouTube nó sẽ tính là gì, nó hiển thị và có lượt click hay không, cái này là yếu tố quan trọng để giúp cho YouTube đánh giá được. Các anh chị nào đã từng làm YouTube và mình biết được là hiện tại là mình tỷ lệ click của mình đang là bao nhiêu, có anh chị nào kiểm tra kênh của mình không và biết được là hiện tại cái tỷ lệ click của mình đang là bao nhiêu không, và bây giờ làm sao để chúng ta có thể được là cái tỷ lệ click nó cao lên? Thì đây thực sự nó là một cái key rất là đặc biệt, từ khóa rất đặc biệt. Đây là một cái ví dụ này. Thì ở đây là khi mà YouTube nó cho mình hiển thị thì nó sẽ đánh giá được là khi nó hiển thị rồi và cái tỷ lệ click của mình nó đang như thế nào, thì để YouTube nó biết là cái nội dung mình có hay không, cái hình ảnh thu nhỏ của mình nó có hay không, để nó tiếp tục có đề xuất tiếp theo anh chị nhé. Tiếp tục nó tiếp tục là nó lại làm các thao tác để đề xuất. Và có một cái điều điều là các anh chị chú ý là một cái mà chúng ta chỉ cần là tăng được cái tỷ lệ nhấp ấy lên một chút thôi, chúng ta cố gắng là tăng cái tỷ lệ nhấp lên một chút thôi, thì cái điều gì, cái số lượt xem của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Mình ví dụ như từ từ có phải là 7.001 đúng không, chúng ta tăng lên cái click là 0.5% thôi, thì chúng ta sẽ có thêm được là gì, ít 2.800 khách hàng tiềm năng các anh chị nhé. Chỉ cần anh chị tăng cái tỷ lệ click lên thôi, cái này nó có vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là đối với những anh chị làm mà trực tiếp bán hàng nhé. Chỉ cần một view thôi nó đã có khách hàng rồi, chỉ cần một view thôi nó đã có khách hàng rồi. Thì tuy nhiên đây là cái mà chúng ta chỉ cần tăng lên 0,1, 0,5 thì cái tỷ lệ view và cái tỷ lệ khách hàng nó đã có rồi, nó đã có tạo ra cái chuyển đổi cho chúng ta rồi. Thì ví dụ như là ở một này, ở 1% này này, thì tỷ lệ nó tăng bao nhiêu và khách hàng ở đâu ra? Đây là cái mà chúng ta có thể là xem biết được là chỉ cần chúng ta tăng một chút cái tỷ lệ click lên thôi thì kênh của chúng ta sẽ phát triển hơn. Đó là một điều mà các anh chị cần phải chú ý ạ. Khi chúng ta làm YouTube, hình ảnh thu nhỏ là hình ảnh quan trọng nhất. Và vì sao thì mình đã có chia sẻ đó.